Xin chào các anh, hút xì gà là để tận hưởng cũng như là để thư thái, để suy ngẫm, để có nhiều cái thích thú hơn trong cuộc sống này. Thì có rất là nhiều đồ chơi dành cho xì gà, làm cho các anh có rất là nhiều cảm xúc. Chính vì vậy các anh có thể lựa chọn rất là nhiều đồ chơi đẹp dành cho các anh ở trên website ambe.vn. Và hôm nay em mang đến cho các anh là bộ set dành cho xì gà của nhãn hiệu Lubinski. Mẫu này có mã hàng là 8003 các anh nhé, 8003. Các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 8003 để xem thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này, thông số kỹ thuật cũng như là hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Ngoài ra thì mã sản phẩm em cũng để ở trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi gọi điện đặt hàng thì các anh đọc đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi nhanh chóng và không bị sai, tránh làm mất thời gian của các anh. Một bộ mang cho anh rất là nhiều ấn tượng luôn, bộ màu đỏ mật, màu đỏ rượu vang rất đẹp. Bộ 3 món bao gồm một gạt tàn, một kho xì gà và một chiếc cắt. Một chiếc cắt ở đây thì đến từ nhãn hiệu Lubinski. Lubinski dạo gần đây chiếm được rất là nhiều tình cảm của các anh bởi vì thiết kế rất đẹp, cái phong cách đổi mới rất hiện đại nhưng cũng rất là cổ điển, phù hợp với rất nhiều anh cũng như là mang rất là nhiều cảm xúc trong quá trình mình thưởng thức một điếu xì gà ngon. Ở đây thì là một chiếc gạt tàn cá nhân, phù hợp với các anh hay di chuyển, có thể nhét vào ba lô cặp táp hoặc là các anh có để trên bàn làm việc hơi chật hẹp một chút cũng được, không chiếm nhiều diện tích của các anh đâu. Ở cái mặt sau này cũng có cái phần phủ nhung thế này chống trơn trượt ở trên cái bàn kính hoặc là những cái loại gỗ phủ melamine rất là trơn, rất đẹp, màu đỏ rất là ấn tượng. Và những cái họa tiết ở trên này là những cái họa tiết của phụ kiện đồ chơi dành cho xì gà rất là đẳng cấp. Cái gam màu nổi bật như thế này giúp cho các anh có thể là tự tin hơn, nổi bật hơn rất là nhiều ở một giữa đám đông. Một chiếc bật lửa kho, một tia. Ở dưới này cũng có cái phần cổng bơm ga cũng như là điều chỉnh ga to nhỏ rất là tiện và giúp các anh chủ động trong cái việc sử dụng ga. Khi mà hết thì các anh cũng có thể bơm được, tự mình bơm được, rất là đơn giản thôi. Cái lửa khò dành cho xì gà là một cái ngọn lửa khò rất là sạch và nó đảm bảo rằng là không ảnh hưởng đến cái mùi vị xì gà của các anh. Chính vì vậy là giúp các anh thưởng thức được cái hương vị xì gà nguyên bản. Và một chiếc cắt được làm lưỡi cắt từ inox, cắt nhanh hơn, trường hơn và cắt ngọt với một điếu xì gà ring size từ khoảng 52 trở xuống, 53 trở xuống các anh nhé. Với một cái khóa bấm như thế này giúp các anh cũng tiện hơn trong cái việc bấm nhanh một điếu xì gà. Và cái họa tiết chủ đạo cũng là cái họa tiết của những cái đồ chơi xì gà. Và cái gam màu của cái bộ set này là một cái gam màu đồng nhất cùng với một cái họa tiết đồng nhất, giúp các anh có thể khẳng định được một cái phong cách cá nhân rất là riêng biệt, không đụng hàng với ai, không lẫn vào ai, tạo cho các anh một cái cảm hứng rất là nhiều trong quá trình thưởng thức cái thú vui riêng của mình. Đấy, anh nào mà muốn có bộ sản phẩm màu đỏ như thế này thì các anh có thể comment số bên dưới số điện thoại của mình để bên em có thể là liên hệ giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website giúp em. Để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.